là một trong những khu rừng ngập mặt quan trọng ở Việt Nam. Vườn quốc gia Xuân Thủy chính là khu bảo tồn ngập nước ven biển tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, được ví như sân ga của nhiều loài chim quý hiếm từ khắp muôn nơi trở về đây di trú. Đây là khu rừng ngập mặt đầu tiên của Đông Nam Á tham gia công ước quốc tế AAMSAA. Với hệ thống sinh thái lý thú và hấp dẫn nhiều loài chim quý hiếm trở về đây cư trú nơi đây đã tạo lên một bức tranh tươi đẹp, sống động của một vùng quê điển hình ngay cửa sông ven biển miền Bắc. Vườn quốc gia Xuân Thủy là nơi sông Hồng đổ ra biển gọi là cửa Ba Lạt và có ranh giới phía nam là sông Vọp. Với diện tích lên đến 7.100 hecta, bao gồm những vùng bãi bồi cồn ngạn, cồn lu, cồn xanh và vùng đệm rộng 8.000 hecta, trong đó có 3.000 hecta rừng ngập mặn. Cồn ngạn là nơi lớn nhất ở vườn quốc gia bao gồm các đầm nuôi trồng thủy hải sản và được bao phủ hầu hết rừng ngập mặn. Cồn lu gồm những bãi cát rộng và những bãi bồi lây có diện tích nhỏ hơn so với cồn ngạn. Cồn xanh có diện tích nhỏ nhất và được bồi đắp phù sa bởi sông Hồng. Và cồn xanh và cồn lưu hay bị ngập khi thủy chiều lên. Tại khu vực vườn quốc gia thì nơi cao nhất chỉ 3 mét với mực nước sâu nhất khoảng 6 mét. Đây chính là nơi trú ngụ của nhiều loại thủy sinh có giá trị rất cao và gồm nhiều loại động thực vật hoang dã và những loài chim di trú quý hiếm. Thực vật tại hệ thống rừng quốc gia xuân thủy chủ yếu là cây bần, cha, ô dô, trang mọc tự nhiên và giải đều khắp các khu vực. Riêng tại Cồn Lu thì cây phi lao được trồng với diện tích lớn và cũng là sinh cảnh quan trọng để những loài chim di cư về đây trú ngụ. Các loài rong thuộc hai ngành rong xanh và rong đỏ mang lại giá trị kinh tế cao nhất là rong câu chỉ vàng. Hệ động vật nơi đây nổi bật với gần 220 loài chim. Nhiều nhất là số lượng chim nước lên đến 30.000 khi mùa chim di cư đến các loài chim quý hiếm kể đến như rẽ mỏ thiệt, chót chân màng lớn, cò thiệt, cò trắng Trung Quốc, chót mỏ vàng, bồ nông, mòng bể mỏ ngắn, cò lạo Ấn Độ. Để đến thăm vườn quốc gia Xuân Thủy, Giao Thủy thì mùa đẹp nhất trong năm mà du khách nên đến là từ tháng 10, tháng 11 cho đến tháng 3 đến tháng 4 năm sau. Bởi đây là thời điểm mà nhiều loại chim quý hiếm di cư về đây trong không gian tê xanh, nhộn nhịp của hàng nghìn cá thể chim về cư trú tránh rẻ từ phương Bắc sự thú vị khi đến vườn quốc gia là du khách có thể ngồi thuyền tham quan một vòng vườn quốc gia các thuyền nơi đây đều được trang bị áo phao để bảo đảm cho khách du lịch và thời điểm dạo quanh vườn quốc gia đó là vào chiều tối để du khách ngắm hoàng hôn và hòa mình trong không gian sinh quyển hoang dã nơi đây sau khi giao quanh vườn quốc gia du khách có thể thưởng thức bữa tối giản đơn trên tròi giữa sông nước hiền hòa Ăn tối và ngắm cảnh về đêm cũng là trải nghiệm thú vị để du khách tận hưởng không gian thanh bình yên ả. À. Bên cạnh việc tham quan tại vườn quốc gia Xuân Thủy thì du khách quay lại đất liền, nghỉ ngơi tại khách sạn, nhà nghỉ. Và nếu muốn có chuyến trải nghiệm đáng nhớ trong đời thì bạn nên dựng lều ngủ trong rừng thông bên cạnh cánh đồng ngao để sáng sớm thức giấc có thể đón bình minh tuyệt vời. Tại khu vực Xuân Thủy có rất nhiều cánh đồng ngao và người dân nơi đây chủ yếu làm nghề nuôi ngao thế nên nhất định hãy tham quan cánh đồng ngao và hòa nhịp cuộc sống và trải nghiệm nghề bắt ngao cùng bà con nơi đây nhé